quoi tu ອັງຊື່ກໍາລັງປະກາດບັນຕໍໄປຕຸນການນິຕິວິທີສຳນັກການໃຫ້ຈິບຕໍຕໍນີ້ອັງເວຂໍດອລປິດິການຈຸນເຕີດຳນັງສາປິນຍາໄດ້ມີນະໂອກາດຕັ້ງຄົນລຸດນິດດອລຈຸນປູດຕໍ່ດຳບັນດັງລະບະວິນີຮູບນີ້ສົມຈື່ທີ່ບາດສົມກົບລູກປະທານສົມກົບລູກສາຍຈະກົມສົມກົບອັງສຳນັກການຕະມູນຈະຮຽບສູ່ລູກສືນສະຫວັນດີຂ້ອມຊື່ຈັນດາລາດາສໄໝຊື່ສາປິນຍາເລື່ອງຈິດໃນອັງຍະຕົງຕະຫຼາກຳປູເຈຍໃ
lịch cơ bản lắm slap ở từ và xong một cuốn nếp pin để miên cá phong đã lấy cơ bản để tỷ lệ bật cả phong chạm luôn ta nếp pin luôn miên để hiên robot lần nol robot lần nol để lấy cơ bản năng chỉ trán rứa co miên chỉ chuẩn khai chỉ trán tiết để lấy cơ bản năng bắt slap nong pin luôn chỉ mới khné rứa co giảm mấy bạn นัดไปให้ที่ไปจังแมนพวกยมอดบานมือคืนตอนเลยที่พวกยมเลยปรุงปิ้งนี่ไปบาทสมกุลลูกสวัสดีเนปเปิลได้ลูกตะบานกิจมือเลี้ยจังปีที่กับน้องปิ้งแต่ลูกเนปเปิลนู้ลูกบานสังเกตคืนทา các chấm liếc robot máy của hom robot hiện máy của hom nó các bệnh chi ở chấm liếc chính nó ta bệnh chi chuyên ai bậc cai to và chấm phụ bệnh chi này các chấm liếc này ban đại được tỷ ban bài mình bậc cai ban thì pro à bút nâng nâng đại mà sân cho mình tránh cứ bệnh sầm lạp nâng tiếc không tạm lòng pro miền đại bài bài tiếc nhóm khơi chuột bọc bê cho con miến bánh sầm lạp nướng tia con miến đây mình prom chân nó sai là bỏ rồi nhom còn khơi chân còn nhom sọc chân chân tam cào tự khi tự kịch kịch lại nâng tự đang bay vịt co chụp nó có chân ta tam khi tam ai cho nữ mà nữ phải kia cho họ vụt bánh nó sẽ được nhẹ đại đỏ phụ nữ giáo đó là tham bệnh chẳng và số một con lô số bệnh đi nếu biết đây là bệnh chi chuyên tập ban chỉ liên tranh tam đom lời ta đồ bỏ mai của hôm nắng miên oi mình nu tam đan bệnh chi chuyên nếu biết thưa đồng nai chỉ liên tam lời nắng tôi chỉ cả lo mưa cả tam đan đi vào cấp cơ bệnh chi chuyên nắng hỏi ta mình tây được cam bà khai của họ nó ban bằng khắp bằng khom rồi bằng phần phây và chỉ chân dạng đồng đại đá nó biết là có phong thủy đồng nào chúng liên tạm đồng lần không ạ vì là chúng liên trên tàu nó cứ bằng khom ta ở trên nhà tàu luôn luôn là tàu và giặt miền là American bao chân ho và giặt là lẽ bê xanh cũng đưa mong màu và thèm nữa màu tam chân thế phun pin ngày nam mỗi lần đi đời xa của bay ba đoàn lố ở chi hay tranh ngay phải giặt ba sai pull ngọt ó từ và không ở từ chụp từ gặp lại ông ca cái nó nâng ông ca lại nó chợ đinh đinh từ từ không ở dương đỡ từ lui của trai ban im ban miền ca tôi tha tam phơi nó đọt đồ đôi chứ rung có ao ấy đang đôi chứ mía ấy này chọp luôn nó đồ chứ bị chê đôi chứ co chân tư tam phơi chạy chạy cái này hộp tư nó lom đo lon cá kia nó và số một cuốn tôi sẽ vấn đi nó biết đây mai có hôm chuẩn bị một chiếc chân chạy trên vị trí còng không pin ta để hiện mai có hôm rứa co bọc mai khó nước ban nay non nhận đôi mặt đất rứa co ban chui một chi chun đại được tế trong pu một chi chun đại đôi chi sợi dây một tí pu cột má chun bị ca rứa co chun mặt ai đa đầm nào thưa đầm nào tầm một tiệm bàn đôi chi chun cha chỉ đi chỉ đàm ta mi một thiên ca chui đo cô kia đại được tế nơi không biết đại chấm liền nữa bạn phê đại chúng liên tranh tới nó cứ phê đại nhạ chư cắt đôi thà miên muôn đồng bốn nó miên đôi thà dương chỉ liên tranh miên phê miên ấy chẳng đai cái này dưới á và đó là phê tranh tới cái lại ông ca kia nó cứ ta miên tham ta câu thế miên tham phần lực đòi đòi ở đây nhà anh sai năm ấy mồm mồm đó rôm ấy vẫn khơi bẹt tật đôn ấy và tàu rôm tàu ấy nó làm
hàng ngoài của hôm. Quân lúc sau đấy nó biết đây lúc của đồng nào tận đó cụ đào trong cày nơi sọc an ta cao luôn nơi rồi bơ lúc nên bậc chi chun ta lúc ban khơi tất tập hiệp sọc nơi tập cam ở vậy khác để bạn cả láng chỉ phù bậc chi chun nơi tin lúc hơi nơi biết là lúc sẵn nơi trong sọc an luôn ta lúc ban chụp chỉ mới nâng biết được nom khai của hôm nam mới đại được thì mà xin chỉ ban chụp ta quạt ban là gì vậy khác gặp lúc rồi có gặp từ bậc chi chun nơi đồng bọn đại lúc ban luôn nơi luôn còn lại đây trong ruộng lâu nó cứ trong mặt bàn này tiếp tục trong lọp từ từ thư ca bạch bạch chân từ màu với những cái bài là bò và bò nè hay ca đại ca khơi những cái khơi như thế đi thà phần đa phần độ phần đa đi thà phần đa đi sông sơn ơi từ thôi cho ca thứ ấy nó cứ đăng tham mình ruộng mình lòng chỉ luôn luôn anh chi sa tha chi sa thư đâm chả ca thư ấy tam ca phết cầm mồ phết đông này ấy để vô từ đặt lùng lùng để thả cầm mồ để cam chia cầu nữa vô từ đặt cho lùng lùng bật đá từng sai từng sai bật đá nó mềm bật đá thế bật đá là nghi phải chỉ mau cầm mũi bông phơi lên phơi lên phơi lên mình ao dương cầm phoan dương mình ao đằng bà thưa mọi quân lúc sau đi để sao tại khi mình miền tây bị liệt trai nông ca sưu sầm lúa lớn chẳng nhom sầm sưu sầm lúa trong cõi tại pi sầm lúa tiệt mà sầm lúa chỉ bị chạy chun ông sau nà ca là pin đi tha hai tập vây ban diệt lúa thưa ca rút phía luôn trên pi bờ tây cam bờ chí hai thưa nà tây bờ tây việt nam nước trong năm một phần rồi chết sầm bảy bà bên hoa ai đời ca khơi tha ngày nào mui cứ mình nhóm có treo nâng sập và một đồng pro pin phải cứ đồng bọn bù pia bay chạy bọn bù pia cứ vô tới sập lập rõ là ngày hay là hô đó là đi tới cái thang phụ dương mình ru nơi tận tận ngày thì cứ tới chào tiền lo hay sập chật và bù là cái gì rồi hay tình lý từ ở Việt Nam chui tại là Việt Nam nó có kỳ chuối đây hay thực từ lý nó nẹt đây thay nẹt đi xa cái trái ông tu lý nó có kỳ thực tập nẹt đây yoga nữa nẹt đi thay nẹt nông yoga thôi tôi có tập tập Việt Nam có vô ở đây có pal thông thông mà soi sòng ấy có tập Việt Nam chẳng tới thà ô bộ 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 vay cặp sầm lấp chả nè hôm mai nó vay cặp sầm lấp nơi bàn bàn đây xong phía luôn rồi chui xong cua hong đây hôm nay cứ như gặp lập nia rồi là ngày thế anh mới tới hai cái lúc mến qua chỉ cùng thông riêng các bà còn là tới đó lúc khi bật tia kia cho sưng slot chặt khi miền xa miền ấy còn khi bật tia luôn ấy tôi không biết giờ đây xuống đây rồi khi như ngày ta ngày tục vui ngay sầm lấp, hay bay chạy đôi không biết giờ rây sao, ọt miền sông bay tới chăn lòng cắt mũi tới non mũi ọt bàn đấy, lòng đằng là tới thưa ca mà bây giờ thằng ta cúc ọt chiếng, bằng ọt bài, ơi xì bò bò. Bạn ở quân lục sầm đi. Chúng bạn nên thay lúc bạn thu đậm nào phía khuôn trên phía tây Campuchia nơi khu nông chân nam mới bỏ rơi chất phẩm phí bởi tạm ai cả xá. Hay chúng khi xong xua thay nơi phía đại lúc tại đó nốt cứ lúc và hai chị miên sật sở phía hông ca này dây đây cả đá ha cả hộp chọc cục quan hay tùy phía ở đây lúc bạn chụp nơi khu nông bọc Campuchia và chị tập tay cứ bọc mai cả hòm. Ta chấm đánh đi lúc dự khuyên thay và chị chân khu mai nơi khu nông bọc mai cả hòm ta quát miên sức sở phía đội lục đại đội tế hỏi ta ông ca khmai của hôm ban của lục sức sợi phiếp rưu gặp đo sức sợi phiếp đo bà chiêu là khmai rưu có dạng nà xong lúc chi bằng dạng chẳng đoạn ní bố lúc chi sạc xây để ban khinh toàn ông nếch nếu không ông hát rưu gặp đoàn bà tì ca để ban chiêu bà lò mò ní bà xin mọc khôn bà cứ khmiên oi
សេរីភាពតែម្ដងអត់មានឲ្យសេរីភាពបើខ្លាចតែកន្លែងមូលដ្ឋានគ្នាគេម្លឹងទេបើថាប្រជាពលប្រជាជនដែលជលះចេញមកដោយថាជារូបខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអត់អត់មកគ្មានបើឆ្លងសុំបីទៅឆ្លងមកធ្វើការកន្លែងណាគឺនៅនឹងបានមកតាមផ្លូវលួចកាយទលងកាយអីហ្នឹងដល់យប់មិនឲ្យស៊ីអត់ឲ្យគេឃើញទៀតតែគេឃើញគេថាយើងស៊ីក្បត់សមោភាពមិត្តឯងហ្នឹងគឺថាពូបចុកហ្នឹងអត់ក្បត់សមោភាពមាននេះទេមើលបើឃើញទៀតទៅសុំបីប្រមាថាបបោបបោបេះអាឡែងតកួនបេះផលិតបេះអីហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងកមែលហ្នឹងបន្ថែមហ្នឹងគាត់ទាត់ដែរគាត់ចោលជួអាឆ្លប់កូនកម្មាបាលអាអាយុ2 3ដប់នោះវាក៏ភ្លើងអស់ដីនោះហើយម្លោះហើយនឹកឃើញថាដល់ពេលទៅរត់ទៅដល់វៀតណាមឃើញគេនោះគេសេរីភាពគាត់នៅកាទៀវខ្ញុំហូប3ចានអត់ឆ្អែតទៅដល់ឃើញគេមានផ្សារមានអីដូចរំភើបចិត្តខ្លួនខ្លួនខ្ញុំនឹកឃើញអូមិនប្រទេសគេគេអត់អញ្ចឹងទៅប្រទេសខ្មែរមិនក៏កម្មអីអាក្រក់ម្លេះបានឃើញថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឲ្យគ្នាទៅធ្វើការគ្មានទីផ្សារគ្មានស្អីសោះមាននំនែកអីលក់សោះមកទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញហើយមុនដំបូងនោះដោះខំមកនាំគ្នាទៀះដៃអបអសាទរឯករាជប្រទេសខ្មែរយើងឯករាជឈប់ចំបាំងឈប់អីហើយដល់ទៅជាអញ្ចឹងពោះចិត្តមែនទេខ្ញុំសឹងថាថ្ងៃនោះមិនដូចរបបនោះដូចរបបព្រីផ្សៃដូចជាប់គុកគឺថាគុកគ្មានអញ្ចឹងគុកនោះគឺគុកគុកពងអត់បាយហ្មងឲ្យស៊ីបបគ្របគ្របអាកបគឺមកគ្របគ្របដូចថាអញ្ចឹងដូចថាបេះបន្លែយកមកលាយវាឃើញបានទេគឺយើងលាយបន្លែលាយអីទៅទាត់ខ្ចាយអស់ហើយយើងហ៊ានបានទេសូម្បីតែផ្លែស្វាយមួយខ្ញុំបេះសឹងអស់យុអាយុជីវិតសុំតាតានឹងវកខ្លាំងទេកំអីនឹងខ្ញុំស្លាប់នឹងផ្លែស្វាយមួយតាមមុតឯងក្បត់សម្បោភាពបេះគ្មានប្រាប់អង្ការទេបេះយកស៊ីប្រយក្បត់សម្បោភាពមុតឯងនឹងហៅខ្ញុំខ្ញុំដែរអាក្មេងល្អិតនឹងស្ពាយកភ្លើងអាណាទៅហ៊ានវាស៊ីក្បត់សម្បោភាពបាញ់មុតឯងចោលលើដូចឆ្កែលើនោះចិត្តបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណឌីក្នុងនាមសាភិញ្ញាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺសំណួររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណួរចម្លើយរបស់លោកគឺពិតជាអាចជួយរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំរឿងក្តីដែលកំពុងដំណើរការសម្ដែងការនៅពេលនេះហើយសូមជូនពរលោកជួបតែសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការងារសូមអរគុណលោកសវណ្ណឌីសូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណអរគុណជាបន្តអង្គមិត្តផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមវិទ្យាវិក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសតាំងធំនោះនេះដល់ចំពោះដើមរងរដ្ឋបាក់នេះរូបនេះខ្ញុំជួយសូមគោរពលោកប្រធានវិទ្យារបស់លោកនួនជាមិនមានសំណួរទេល្ងីនេះសូមអរគុណបាទអរគុណជាបន្តនេះអង្គមិត្តផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមវិទ្យាវិក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងធំនោះនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបពិនីរូបនេះសូមអញ្ជើញMerci monsieur le président bonjour mesdames et messieurs les juges bonjour à l'ensemble des partis et bonjour monsieur de la partie civile je m'appelle Anta Guissé et je suis co-avocat international de monsieur Khieu Sampan et c'est à ce titre que je vais vous demander quelques précisions ce sera bref parce que de toute façon nous n'avons pas beaucoup de temps j'ai pu comprendre monsieur de votre déposition que lorsque le 17 avril 75 vous avez été amené à quitter votre domicile vous étiez à ce moment-là votre domicile vous et votre sœur et j'ai cru également comprendre de vos explications que vos parents et vos plus jeunes
frère et sœur avaient quitté le domicile une semaine auparavant. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Alors, je précise que je vous demande ces précisions parce que sur votre formulaire de participation, le premier formulaire que vous avez rempli aux références suivantes en anglais, ERN, donc c'est le document, pardon, D22-2745-1 en anglais et 2745 tout seul en khmer. Et les ERN sont les suivants, en anglais 00556030 et en khmer 00556039 et ça se poursuit sur la page suivante. Donc ma précision, ma demande de précision venait du fait que lorsqu'on lit ce premier formulaire, on comprend que toute la famille est partie le même jour. Donc, j'ai vu également que vous aviez fait un formulaire d'information supplémentaire où vous avez, semble-t-il, rectifié. C'est le document en ERN en français 00909167. Et en khmer 00579163 et en anglais 00865120. Donc dans ce document supplémentaire, vous indiquez, donc c'est sur une page, en français, lorsque les Khmer Rouges sont arrivés en 1975, je vivais avec ma sœur Kusam Dakpon à Phnom Penh. Mon problème, et c'est pour ça que je souhaite avoir vos clarifications, c'est que dans le premier formulaire dont j'ai donné les références plus tôt, vous avez décrit les faits de façon suivante, en tout cas c'est ce qui est reporté sur le formulaire, en disant que vous auriez été séparés de votre famille, vous et votre sœur, sur le long de la route. Donc ma question est de bien savoir à quel moment vous avez été séparés de votre famille. Est-ce que c'était sur le long du chemin ou si simplement c'était parce que vos parents sont partis avant le 17 avril 1975? Bạn đấy có tránh có thể tranh muôn muôn mũi là bạn được trong tranh ta tam cào còn bạn cả chữ bảy bạn hãy xông từ đây này ta tranh từ tam cho mũi bóng sợi nó cô ta đo lại on cà tiếng có bảy bị bóng sợi ra tiệt còn lâu con giật lạnh còn nhóm lâu con du chun con hậu tập con cái chỗ Donc ma question plus précisément, c'est s'ils sont partis, si vos parents sont partis une semaine avant le 17 avril, pourquoi sont-ils partis? Et est-ce qu'ils sont partis de force? Cái riệp chóm thế còn là thà lớn cứ riệp chóm cái thà còn là ở tranh mua thì dễ thế cái mình đánh tàu ở đấy cái trăm riệp chóm lùm pin hơi
D'accord, mais une semaine avant le 17 avril 1975, les Khmer Rouges n'étaient pas encore arrivés à Phnom Penh. Donc ma question est de savoir qui a forcé vos parents à quitter leur domicile à ce moment-là. Puisque vous dites une semaine avant le moment où vous avez été évacué, que vos parents sont partis, quelles sont les personnes qui les ont forcés à partir à ce moment-là ? Mà đây chứ không dễ đứng dễ pi ca lên lùm đọt bàn hời thì lùm đọt bàn châu đọt lùm pin hời thì mình thà vì vậy đó là ngày đây mình toàn ngoài có hòm châu đọt lùm pin chứ châu đọt lùm pin hời bàn cờ chỉ chỉ liên mình đánh tranh pi ti còng lùm pin thôi mình men nhom vậy thà ngày này thì ngày nó thì ngày đây cái tranh đánh tranh làm đòn bàn cờ thì chưa ao tranh muôn cày nữa còn là thà riệp tranh mà dễ thế còn là ao tranh mà dễ sân tới vài cái riệp trong lùm pin hơi bàn cái ao trôi vừa từ lọp màu lùm pin mình bàn cờ ao nơi chạm tiệt lá tranh từ lá còn đọt nơi tranh từ mình đằng ta vừa tranh từ ao ngạt này là ở đằng hay ngày thì mà nó cứ trong mình chạm mình chạm đi một ngày luôn ngày đăng ta mai có hòm chồ phía đây chồ pin đầm pin nè khá năng mình che chi mà tô không vô mà tô chi đua pru anh gì bị siết bịch những hoặc che so đấy rồi siết bịch những pin ta cặp áo thì ta ấy nó cầm mà ba lên ấy đỉnh và riêng che chi mà tô cả nó ngã mà tô ní chị đua pin tập lớn hay mà ngày như bị đất rồi vài ván xong rồi trên bình pin anh đang trong nơi toàn khơi nhầm vậy như vậy khi đây số đo lên nhầm mặt bàn thả ngày nào của ngày nhau như vậy đây bây là mưa khơi mai có hôm số đo đình tranh bị nôm pin vậy nè ngày nào nhom hoạt bàn tròn chạm mà lớn bắt cả tròn chạm chỉ là phong. Il y a un point que je ne comprends pas bien. Excusez-moi, la traduction n'était pas terminée. Vous ne vous souvenez pas de la date exacte, mais depuis ce matin, toutes les questions vous ont été posées avec le prémisse le 17 avril 1975. Est-ce que je dois comprendre maintenant que vous-même et votre sœur, vous n'auriez pas quitté Phnom Penh le 17 avril 1975, mais une semaine après ? C'est ça que je dois comprendre ? បានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមុនថ្ងៃទី17មេសាហ្នឹងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំត្រូវយល់យ៉ាងដូចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំនិយាយពីកាលដែលថ្ងៃណាចេះថ្ងៃរំដោះហ្នឹងតែម្ដងថ្ងៃរំដោះពី3ថ្ងៃហ្នឹងគឺដេញចេញប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញអាយដេញចេញហ្នឹងគឺមើលគេថាគ្រាន់តែថាចេញឲ្យមករយៈទេមិនមែនគ្រាន់ថាដេញឲ្យផុតពីនេះទេគ្រាន់តែចេញទៅមករយៈទេទីរៀបចំភ្នំពេញបានហើយបានគេឲ្យចូលអញ្ចឹងបានកើតចេញពីមកខ្លះនៅខ្លះហ្នឹងដល់តែចុងក្រោយមួយសប្តាហ៍ក្រោយបានចេញទៅបងហើយបើថាមិនបានទេនៅមិនបានទេបើមិនទៅទៀតអាមេរិកកាំងច្បាស់ជាទម្លាក់គ្រាប់បៃប៉ារ៉ាវ៉ាណូហើយនៅមិនបានត្រូវចេញឲ្យអស់បានកើតជាចេញទៅ Ça, j'ai bien compris, monsieur de la partie civile. Moi, mon problème, c'est dater
le moment où vous, vous êtes parti et le moment où vos parents sont partis. C'est vous-même qui avez dit que vos parents sont partis une semaine avant vous. Donc de deux choses l'une. Soit ils sont partis une semaine avant le 17 avril, soit c'est vous qui êtes parti une semaine après le 17 avril. Est-ce que vous comprenez ma question ? À partir du moment où vous dites que vous n'êtes pas parti en même temps que vos parents, ça veut dire qu'il y a eu deux moments différents. Donc ma question, c'est est-ce que vous êtes resté au sein de votre maison après le 17 avril 1975, après le moment de la libération? Est-ce que vous êtes resté une semaine chez vous après la libération? និយាយនឹងខ្ញុំមកនិយាយដូចកដែលដែរពេលដែលនោះខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃចាំអីទេពីនោះរហូតដល់លើប្រមាណឆ្នាំមកហើយពីខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំដល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំហាប្រាំពីរហាប្រាំបីហើយវាបាត់ការចងចាំច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតខាសឹកសង្គ្រាមនឹងគឺថាច្រើនណាស់មកសេវថាសឹងពេញពោះក្បាលធ្វើទាហាននឹងនោះបន្តិចខាងនោះបន្តិចខាងនេះបន្តិច វាមិនច្បាស់អានឹងដល់មូលហេតុបែកបាក់បងប្អូនដល់រោនៅខាងនោះរហូតដល់ទៅចេញទៅដល់ជំរំទៅរោបងប្អូនទៅដល់កន្លែងជំរំទៀតក៏មិនឃើញទៀតហើយជ្រាវទៅដល់ទៅធ្វើហេតុដល់ធ្លាប់ទៅនិស័យធ្វើទាហានពីលុនលុលទៅចង់ធ្វើទាហានបារាទៀត ដើម្បីចង់ដឹងមើលតើអ្នកណាដែលធ្វើអីខ្មែរនឹងបែកបាក់គ្នាទៅរមិនឃើញរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់សោះអស់លីសើចជ្រាវតាមកាកបាទក្រហមទៅទៅបរទេសក៏អត់មកអត់ឃើញទៀតដល់ជំរំ Juste pour que ce soit clair, et ce sera ma dernière question sur ce point pour essayer de clarifier les choses. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes resté au sein de votre domicile familial après que les soldats Khmer Rouge que vous nous avez décrits ce matin vous aient ordonné de quitter la ville de Phnom Penh? Est-ce que vous êtes resté malgré tout? C'est ça ma question. បាទបាទមែនបានវាបង្ខំគម្រាមមែនទេណាក្នុងគម្រាមខ្លាំងមែនទេណាចុះឃើញដែរឃើញបាញ់ចូលផ្ទះឃើញបាញ់កំឡាគ្រូងក្តាំងពេញទៅនឹងហ្នឹង bạn sọc chặt chành chơi miền cài chơi lục và miền tử vi xong cục lục bát thiên xem chưa xem cái thà xem nụ đang chấm lại mình trời kia tới và xem snap chi phía xa barang để gì thà không dạ pel mùi tết trong cào ấy nắng cứ lục đam đằng rót bên nhí cặp bung tại nơi chỉ mui đằng cua xa đã bỏ quan nơi Phnom Penh rư giang đồi đây cầm tay nó pel đã bỏ prai chỉ khmé tha tha lục đam đằng rót bên nhí cặp bung tại nơi non Phnom Penh rư giang đồi đây giống bạn pịa mui đã từ miền bờ tàu tiệt để thả quan nơi non Phnom Penh chỉ mui cầm cua xa đã bỏ quan rư giang nè được chưa nè thưa ở chấm lai đã bỏ quan ខុសអំពីសំណួររបស់លោកស្រីដាំម្ដងរត់វិញនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យសូមទោសសូមឲ្យលោកស្រីមេតាវីសួរសំណួរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយសូមអរគុណលោកប្រធាន Je ne sais pas
ce qui a été traduit en khmer, mais en français, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit et ce que vous avez répété. De ce que j'aurais dit en français sur le canal français ne correspond pas à ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de clarifier les choses. Monsieur de la partie civile, aujourd'hui, à l'audience, vous avez indiqué que vos parents et vos plus jeunes frères et sœurs sont partis de chez vous une semaine avant que vous-même ne quittiez Phnom Penh, votre domicile. Est-ce que j'ai bien compris cela ? À procéder par étapes. Est-ce que oui ou non, vos parents sont partis une semaine avant vous ? Et est-ce que le jour de ces départs correspond à la libération de Phnom Penh, c'est-à-dire le moment où les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh? Oui, c'est vrai. Donc vous-même étant parti une semaine après vos parents, est-ce qu'il est correct de dire que vous êtes parti une semaine après la libération de Phnom Penh? Entre le moment de la libération, le moment où vos parents ont quitté le domicile, et le moment où vous-même avez quitté le domicile avec votre sœur, si je comprends bien, vous êtes resté tout le temps à votre domicile? Est-ce que vous êtes sorti pendant cette période? Je ne sais pas si c'est à cause de la traduction, mais ma question n'était pas celle-là. Ma question était de savoir si, entre le moment où vos parents sont partis le jour de la libération et le moment où vous partez, c'est-à-dire selon vos déclarations une semaine plus tard, est-ce que vous êtes resté en permanence chez vous ou est-ce que vous êtes sorti? Oui.
បាទខ្ញុំចេញទៅរកគាត់ហ្នឹងទៅរកតាមដងមាត់ទន្លេរហូតដល់ស្អាងទៅចុយកោះធំហ្នឹងសំណួរអញ្ចឹងណាលោកសវណ្ណឌីសំណួរសួរថាចាប់ពីថ្ងៃដែលឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់លោកចាក់ចេញទៅលោកបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅនឹងផ្ទះនោះមួយសប្ដាហ៍ក្រោយទើបលោកចាក់ចេញទៅសំណួរសួរថាក្នុងចន្លោះដែលលោក នៅនឹងផ្ទះនេះចាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកចាក់ចេញទៅរហូតដល់ពេលថ្ងៃដែលត្រូវលោកចាក់ចេញទៅដែលលោកនៅផ្ទះនោះតើលោកមានចាក់ចេញក្រៅពីផ្ទះរបស់លោកដែលរស់នៅនឹងដែរឬទេពេលដែលក្រោយសប្ដាហ៍ដែលម្ល៉េះឪពុកដែលចេញទៅនឹងគឺថាបានដើរមើលក្បែរក្បែរចិត្តខាងគឺបានដើរមើលចិត្តភាពដែរទៅឃើញគេដឹកអីវ៉ែអវ៉ាន់ពេញដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឯងនឹងដឹកដឹកស្អីដឹកស្អីទៅចេញទៅពីរៀបចំភ្នំពេញមែនបានកើតជាភ័យខ្លាចគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងក៏ចេញទៅតាមគាត់ទៅ Monsieur de la partie civile, ce que je voudrais savoir, c'est les scènes que vous avez décrites avec les soldats qui tiraient en l'air et qui demandaient aux gens de quitter. C'était le jour de la libération, c'est-à-dire le jour où vos parents ont quitté, ou c'était le jour où vous êtes parti une semaine plus tard. Est-ce que les scènes que vous avez vues le 17 avril, au moment du départ de vos parents, c'est la même chose que vous avez vue au moment où vous êtes parti? ឃើញពិតមិនឃើញចឹងមែនឃើញពីគម្រាមចឹងពីគម្រាមដូចថាបើពីបាញ់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យពឹងអើលប្រជាជននឹងដើម្បីឲ្យចេញដើម្បីគេរៀបចំភ្នំពេញបានខ្ញុំនឹងលាចេញចាកចេញទៅរកដៃឪពុកម្ដាយដែលចេញទៅមុននោះតាមផ្លូវដងទន្លេហ្នឹង Une dernière tentative et après j'en aurai terminé, Monsieur le Président. Est-ce que le jour où vous êtes parti, une semaine après le départ de vos parents, est-ce que ce jour-là, il y avait d'autres gens qui quittent d'autres gens de la population hein, de Phnom Penh qui quittaient encore la ville? Ou est-ce que vous étiez, vous et votre sœur, tout seul à quitter Phnom Penh ce jour-là? បាទឃើញចេញទៅជាបន្តបន្តតាមគ្នានឹងគោទៅតាមលហូតាមលដងផ្លូវផ្លូវថាក៏មានផ្លូវជាតិលេងដីខ្ញុំចេញទៅលាចេញនឹងចេញផ្លូវជាតិលេងមួយបាទស្នល់ច្បាស់អំពើមនុស្សហកកកតែជាទៀតណាន់ណាន់តាមតាមនឹងតាមតែផ្លូវនឹងលហូតចេញជាបន្តបន្តនឹង Et pour que ce soit bien clair, cette scène que vous me décrivez là, c'est le jour où vous-même vous êtes parti avec votre sœur, c'est bien ça? ដើម្បីច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទឃើញចេញទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ
bơm mình chạy tới mấy cờ nơi mấy cờ bơm mình đánh nhau mình tới mấy cờ ai bị chia chun nó đôi chỉ bị đập đập nó chạy chỉ liên đôi bàn khơi nhau là tu là rây là ai đôi chân chỉ bị khăn đau mà đau xua chân nhau lên trong đằng lại với đây vì miên chạy muốn cày ôm ma tha miên tha tiền dây tha ôi chạy mà dễ nữa miên với miên muốn cày chân á là tranh từ môn, là tranh từ cày, cứ tranh từ cái bờ to bờ to tam cày. Bien, Monsieur le Président, je m'en arrêterai là de mes questions pour Monsieur de la partie civile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre, de tenter de répondre à mes questions. អរគុណលោកស៊ឿនសុវណ្ណឌីការស្ដាប់នៅស្រីថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនាស្ថានភាពជាតិនកម្មផលប៉ះពាល់នៅសហគមន៍របស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចត្រីថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់លោកនិងផលប៉ះពាល់នៅសហគមន៍របស់លោកនឹងអាចរួមជំនួយវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងនេះហើយសូមលោកស៊ឿនសុវណ្ណឌីមានទស្សនៈល្អជួបតែតាមឡោបានស្ដីសុខក្តីចម្រើនហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកស៊ឿនសុវណ្ណឌីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងជាគ
ជាបុគ្គលិកបងអង្គុយអមដើម្បីជួយពង្រឹងស្មារតីដល់ដើមរងរបស់វិនិច្ឆ័យក្នុងអំឡុងពេលស្ដាប់ប្រតិកម្មឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់ពីទុកសោកវេទនានិងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយលោកស្រីជួយសម្រួលដោយការកាយវិការណាមួយឬក៏កេះគាត់ចំពោះគុណគាត់ គាត់មិនអាចមើលឃើញនៅដំណើរការប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នៅទីនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧបករណ៍នេះចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្រោយពីស្ដាប់សំណួរគឺសូមលោកស្រីកេះដែលជម្រាបពីគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅឆ្លើយតបបានរលូនបានល្អនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហគមន៍នេះពេលនេះសួស្ដីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីតើលោកស្រីឈ្មោះអី ចានាងខ្ញុំឈ្មោះសេងសីវត្ថាអរគុណលោកស្រីសេងសីវត្ថាតើលោកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំចាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ47ឆ្នាំអរគុណហើយតើលោកស្រីមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណា ចាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់នៅខេត្តតាកែវភូមិកំណើតរបស់លោកស្រីវិញលោកស្រីកើតនៅទីកន្លែងណាភូមិកំណើតដែលខ្ញុំបានកើតគឺនៅខេត្តតាកែវតែម្ដងអរគុណហើយសពថ្ងៃលោកស្រីធ្វើអ្វី សពថ្ងៃខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីទេត្បិតខ្ញុំលងិតភ្នែកទាំងពីរអរគុណហើយតើឪពុករបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្តាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីអរឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រំធនម្តាយឈ្មោះម៉ៅផានអរគុណលោកស្រីសីវត្ថាតើលោកស្រីបានរៀបការដែរឬទេឬក៏នៅលីវ ចាខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្នាំ 1982 បាទអរគុណហើយប្តីលោកស្រីគាត់ឈ្មោះអីហើយលោកស្រីមានកូនប៉ុន្មាននាក់ចាខ្ញុំមានកូន 4 នាក់ប្តីខ្ញុំឈ្មោះជាធឿនអរគុណលោកស្រីសេងសីវត្ថាក្នុង នាមលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងដំណើរការសម្ណការនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសជូនលោកស្រីខ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសម្ណការអំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនាផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតមានចំពោះលោកស្រីជាអាតអាការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវកាយឬក៏សម្ភារៈជាផ្ទះស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាបច្ច័យដែលផ្ទាល់វិបត្តិអក្រិតដែលកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលនាំឲ្យលោកស្រីប៉ឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទចំនួន 2 រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្បូជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 1975 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 តែដោយសារ មេធាវីរបស់លោកស្រីសូមតាំងខ្លួនតាំងសំណួរចំពោះលោកស្រីមុនពេលផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីធ្វើសេចក្តីថ្លែងនោះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកានេះជូនទៅមេធាវីការពីរបស់លោកស្រីដើម្បីសាកសួរលោកស្រីមុនហើយនៅក្នុងឡុងពេលនោះលោកស្រីអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយចំពោះលោកស្រីដូចអង្គជំរះបានជម្រាបជូនលោកស្រីរួចហើយជាបន្តនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅ នៅមេធាវីទទួលសិទ្ធិពីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះសូមជឿន
Merci, Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle. Je suis l'avocat de Mme Sinsiouta. Et comme vous l'avez dit, Mme Sinsiouta a des problèmes de vue. Elle est en réalité non-voyante. Elle a été admise en tant que partie civile dans ce procès en relation avec le premier transfert forcé et les coopératives de Tramcock. Je donne les références de ces déclarations écrites. Il y en a deux. La première, D22/38/04 et la seconde E9/32.2.16. Madame Seng, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions sur votre expérience pendant le régime des Khmer Rouges et vous aurez ensuite la possibilité de poser vous-même quelques questions aux accusés. Ma première question concerne vos yeux. Vous êtes non-voyante et vous avez déclaré dans votre constitution de partie civile avoir perdu vos yeux à cause des Khmer Rouges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est passé? ខ្ញុំនាងខ្ញុំកាលពីហេតុតែខ្ញុំរងឹតភ្នែកតាំងពីនេះដោយមូលហេតុកាលពីបីឆ្នាំ8ខែ២ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះក្នុងរណ្ដៅកាប់អាចជ្រូកហើយក្នុងរណ្ដៅកាប់អាចជ្រូកនោះមានចម្រូវជ្រៅដូច្នេះខ្ញុំត្រូវកាប់ឲ្យគេចំនួនជាង២០ប្រគីទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហេវហត់អស់កម្លាំងដោយគ្មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ ដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះទន់ដៃទន់ជើងហើយត្រូវឡើងពីរណ្ដៅមករេចឡើងមកដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរងឹតមុខដួលកាប់មុខកពប់ជីនឹងតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំកពប់នឹងមានអ្នកក្រោយជួយជាមួយគ្នានឹងគេបានជន់ខ្ញុំកពប់អស់ដល់អញ្ចឹងគេបានយកដងរែកវាយខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំស្រែកយំគេអស់ខ្ញុំព្យាយាមរត់គេក៏យកខ្សែបកីចងខ្ញុំជាប់ដើមត្រាចហើយបន្ទាប់មកទៀតគេក៏បានវាយខ្ញុំបន្តទៅទៀត ហើយពេលនោះខ្ញុំស្រែកហូយយំខ្លាំងគេក៏ស្រែកខ្ញុំចេញតែគេវាយបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យត្រូវភ្នែកនឹងខ្ញុំខាងឆ្វេងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងក្រោយមកគេក៏នាំគ្នាប្រមូលជីនឹងរែកមកចាក់ឃ្លាំងហើយខ្ញុំនេះនៅម្នាក់ឯងយំផងក្តីឈឺចាប់ភ្នែកផងខ្ញុំកើបជីដាក់ក្នុងបកីហើយខ្ញុំក៏រែកមកបញ្ចូលឃ្លាំងនៅកងអង្ត្រាវពេលដែលខ្ញុំមកដល់កងពេលយប់ប្លុកៗខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអីការទៀតទេខ្ញុំក៏ច
អាយុបាន 9 ឆ្នាំចលាចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំ
nhom chụp tục lòng bạ về tận nề trâu mà đai mà dây khi nhom chọn đai khi nhom ở chọp pi nẹp bong sợi khi nhom chọn chọp khi nề hơi vô thì chọn chọp năng sừng rai bật ai pe nô mà nô tràn chân bị nôm pin mà nô chừng yết khi nề hơi nai triệt đôi mà điểm đai ở chân cọt khai bay khi nề cọt chọn đai chọp khi nề hơi thưa tầm na tam lâu đồ hồ khi nhom chụp bật tia năng khmoi slap tam chạm khi nô nâng tam khnol để nhom đào nâng nhom trâu chọn khmoi đào cả lon khmoi hay trâu ca heo hót ở cầm lăng ngay cái áo sợi tật hay pe cái nhom đào nhom khliên bay nhom mà chụp hộp bay ban pe nụ đai nó sao mà khang mà nẹp pin nẹp bong sợi có bạc cầm rộp chăng bay lục bay hộp mà đong mà nẹp bàn tay nhom sợi tật bắt ban hộp tê bật ai dưng đào khi miền tì cầm nát hay dưng trâu chụp cái lại na đào ra hồ đào giúp giúp đào tơ tiết tầm rộm tại bàn đào cầu đào tha ở viên ai dừng chụp bàn bên nội đài khi nhầm đào ra hồ đào ở viên ba mươi bầu tàu chạy tàu vận rốt là hồ tơ tiết tơ đào cọ cả bay tơ đào cắt tàu chạy viên lâu khi nào chuyển lịch bay bàn chụp lan ở emc rồi bỏ mình đang chuyển là bọc hàng na khi ban score đây bạn ấy khi mà tôi ban hào thả bị chia chun sống làng màu ở chỉ làn tôi tam khai tam chun là bọc bên nu khi mà lực sâu mà gì khi mà ta khi mà cả tha hai đấy ban chỉ kêu ở dương làng làn tôi tam khai pro mà dị dạng này cái thứ tha ở dương tranh ta mà dị dạng giang khlei ta hai đấy có kêu ở dương tôi tam khai tiết và hai thì dương mình ai bữa tập lọc màu cả lại vinh tê ban thì kêu ở dương tôi tam khai chúng có dương mình hiện bậc cai dương có non khi làng tàu ở tam khai nâng kê có bạn đập tàu đọt phum tầm mình nó không khai tất cả tất đại nó mà rồi bùng buồn bây khi nhom tàu đọt mà rồi bùng buồn nâng tàu đọt nó phum ban và màn tê kê có phải chun tàu con ở tàu con chợ chợ con khi nhom để bây tàu con đi khi nhom tàu chụp tục làm bạc về tận địa giang khang bắt nhom tàu tui เราปลาขยมทเวกาแต่งหยกแต่งไงไปไงเอาจกสมาวเจจกสมาวโปดเปลปลุกเอาขยมเต้าดอกสนับไปมองบุญเอาขยมเต้าจูนกระดับเอาจ่าจ่าสตุงไปนูได้ขยมอัดกอลเชลงทาเชลงนั่งจีสัตว์เอาไว้วิอาคำอัดดังสมานแต่สัตว์นั่งกิโยตโหบานขยมซูอีมันเนี่ยกวาดกบาลปราบทาสัตว์นั่งกิโยตลิงขยมคำแต่จ่อเอาวิตองคำเป็นขลุนปราณดำใบโยตลิงหอบบรรดาดอกเปรมวยเมียนอีมันเนี่ยกดคลายเอากดช่วยไปกดรถกดคลายบรรยมดังทศน์ดังคลายไปหนูเองขยมรูปเป็นลังขยมรูปอันนี้ครูนเอาหนังสมาตัดระบบสัตว์ดังใจปีครูนอ่ะขยมก็สำหรับจัดทาแรงต่อทวีกาตีดบรรดามันอาจีพดบานดอยเกปลาเกบังคำละหดให้เกเต้าดอกระบบอาหารระบบขยมมันเอาขยมหกไปหนูเองขยมก็สำหรับจัดรถตนเอาขนมปรีอ้อยยะกาลพรำผมวยไข่ขยมเด็กขนมปรีดอยอัดอาหารมันได้สกอตเชียดไปหรือกบบอขยมเด็กเลยจงเชิดดอยก็ได้ลงบ่าเวตันีเพียงระเงี้ยเนี่ยยอดอยขยมเด็กเมียนแต่เอาเข้ามาจะแก้แต่หนังล้วนสาวหนังชงวดหนังให้ขยมเต้าหอบเอาไว้ได้จำแอดกับแปะบานขยมหอบสลักเชิดขยมหอบตะสะหอบตรอบตะลายได้ขยมดาวปฏิยาหอบกระดามจองจูนการไอดำจองเช้าหอบจูนกาขยมดอกสมาวหอบจูนกาขยมจอกสายลุนจอกน้องสันตุงดอกต่างหามสระหอบดอกเด็กตรำตะไคร่ดอกสันตุงดอกต่างหามสระหอบจูนกาขยมมันอาจันตะกราวคลายกิเกินขยมตะกับหลัดเด็กสัดยอดเด็กสัดหอบเตี้ยขยมจูบตกลงบ่าเวทนาอย่างคลังลูกดอกขยมเวลตะลับเกยไปจูนมามาร้อยปรำสระบรามก็พรมสไลตนะคมตะแบงทมขังเจิงขยมจูบตกลมปะเวตเนียยังคลังกะไหลนังขยมดอกกองพรมเตาเรกตึกสราตำนำมาทางไงปรามรองให้โปรรองเวงเวงนะขยมอัดดังทำประมาณไม่เตะแต่เวงเกี่ยวเอาจอกขนมตะแบงเรกตึกลางปีตะแบงมาสราตำนำให้กิเธอจะด่าปีตามเชอให้จะดาวน้องเมียนสลายกันขยมเรกลางขยมแม่รำท่าคลัดเพย์ทะเลทะเล
là cho tao không tập piang vinh về nụ anh khi nhom co tao để tao đo rê đo bậc không chặt hơi có ắt một bầm phật về bàn sau cho hơi mà ngay nhom miên là rắm thà sờ bài chặt vận tài miên thế ngay mùi khi nhom co rê thẹn là ở trường tầng thông tầng mà nước tầng khi nhom nâng tàu không tập piang vinh vận tài cái bàn thôi anh khi nhom tê cái còn tao thà ngược lang rê bắt tao tao tiệt về nước khi nhom miên chủng người còn đau khi nhom heo hạt ở cầm lang đòi hộp mình cướp còn khi nhom có xâm ra chết tha nâng bay phai cối mùi hộp tao bật ấy phai cối nấu miên bài luôn chấm cá cối nấu biệt cái lái nhom đam bả lại khi nhom có bay phai cối mùi hộp về để khi nhom bay hơi hộp hơi khi nhom ăn bàn đằng tha phai cối mùi trâu khi nhom miên tàu ăn bàn bỏ sờ bỏ chào tao chay bị luôn bắt tao mà nô mày con khi nhom có mở đò mọi biệt khi nhom thông khẩn cơ rồi gọt cơ bản hạt mọt khi nhom thả khi nhom nâng hộp lại cơ rồi chứ mà gọt bản xuống khi nhom thả ta khi nhom miên bẹp lại cơ rồi đại ớt miên hộp cơ rồi đại ớt cái ớt bản giấy sờ là thoan chân tê cái hào si miên bẹp lại cơ rồi si đại ớt khi nhom thả khi nhom ớt bản hộp tê ớt bản bẹp tê cái cơ ớt chưa khi nhom cái cơ do cơ má bị cơ cái tẹt cơ khi nhom hay cái mua cơ khi nhom kê rất do cả má rất co khi nhom đó khi nhom trăng liền đạt liền bên này hay khi nhom mình ăn chế ban khi nhom ăn trầm tay hậu tật bên này về nội đại khi nhom mình ăn trầm cả họ cái to tật tiệt ban khi nhom có chải trăng tha khi nhom ăn bảy phai cơ chim à mùi hộp men chẳng kê có ăn bảy lẻ khi nhom tê kê nằng rất co khi nhom thèm tiệt tại ban có mà rầy tôi đôi cái nia câu nẹt mồ lật than bàn chuối vò tha chụp thợ bạc có mà rầy nắng tàu cái nia tôi hay scom scang hay cái nia liền ở cái nia hộp mũi tàu ôm ơi anh đặt cái nia về chuối vò cướp cái nia cọt cọ bàn và lại anh nhầm vinh hay cọt bàn bạc nhầm tha ngày cày có mỏi nhầm lụi chẳng tiệt có mỏi lụi bạch rồi chma hộp chẳng tiệt về nô nhầm cọ bàn rụi luôn bị cọt rất cò hay khi nhom co ngợp lang tàu rệt tật soi tầm nắm tọt tật tiệt ca tục lủng bạ rồi bọc khi nhom ca pi sa mai bay cho nam bồng bay khai mà phải thế ngay khi nhom chụp tục lủng bạ về tận nhiệt lang đòi nấu con cậu má khi nhom tàu thuê cá đội mà nấu cha hay khi nhom hộp à ha mình cướp còn khi nhom hộp bà bó cái vòi về cho ai mà về hai tàu lê chuôn lê bột chuôn lê tầm lồng chuôn có lê mơm là hồng rư là hồng hay nâng mơm chê hay khi nhóm tàu ọt chê hộp ở à trong này ọt nâng vận tay khi nhóm to su hộp đòi cái đấy khiến sẽ để khiến khẳng phê hay phê đê khi nhóm tàu đê cầm sọt mà nè anh ọt miên là bọc mặt ai nâu có bài đê lơ tọc bài đê lơ chạ sạp đê lơ đầy đây lỡ sập thân áo hai cái miếng sờ bù đọc luôn cái miếng sờ bù một tật lọ sạt trầm trâu hai cái trâu ớt à ha hộp chuôn có ớt mà dục tôi lư hai trâu rụt cài được bao khi nhom cá lầm mò tờ báo bình luôn tờ báo bình luôn bình trường tờ báo đỏ đỏ trắng hai trâu bằng không chặt vơ ca trường hầm hôm đó trong ruột tê tẹt cả má lột đôi sạt lột chẳng tẹt cả má lột ruột ấy trường hàm lập đó ở bàn hay sập hay khi nhom trâu về tận nề để dục lang khi nhom cầm sạt mà nè anh để cho hồ tật nề khi nhom mình đã chụp bát nhà nấu tục lủng bạ về tận nề bài nề hay khi nhom có xâm ra chặt tha khi nhom chọn rớt tập tia vận tải khi nhom rớt tàu ắt bàn bờ sân chỉ khi nhom rớt tập tia khi nhom trâu có tàu mà nè ai đã đai ắt bàn chụp ập bọc mà đai dây ta bật ai ập bọc mà đai dây ta kê bị chun tàu hạ co xem xem từng bong sợi ai ắt miền sao tê chẳng khi nhom xâm ra chặt nấu con thưa ca to tàu tiệt đòi cái đây lủng bạ về tận nề chỉ tị bấm phật.
hay khi nhóm trâu kê vây thì bởi bà chỉ riêng ra hốt hốt bài ớt miền bài hốt để ớt miền mông phùi khá áo xâm liệm phải ớt miền phá hay trâu cát chứng ư chai sạch cát bình luôn về dục làng cái nhóm trâu kê ai bị chung xoài tịch tiên nâng tịch tiên hay cái nhóm nào tôi cái nhóm mặt đăng tha tịch tiên xoài tịch tiên bài nà tê cái nhóm chơi tài làng tịch tiên kê ai anh chân tịch tiên khó để thả ớt đăng tha kê thơ vơ vấy khó thơ vơ vấy trâu bần thái kê kê bật khám chất ai cái nhóm làng tịch tiên bà dân nà chơi cái nhóm mặt làng tịch tiên kê kê nâng tịch tiên cái nhóm cái nhóm thơ vơ vấy khó tịnh tôi để thả ca thơ vơ ca dứt đại dứt trường tịnh tuổi tài miên cầm cho mỗi cái nia kê nâng tịch tiền khi nhom hay khi nhom trao tịch tiền kê hay bên lúc khi nhom ắt dồi cả lại tây xã ta thổi ca bài na lõ bài na cọ khi nhom ắt bàn đằng ắt bàn dồi khi nhom che tịch tiền kê chăng đôi kê đôi ai từ vinh tam mau hay về chăng có tịch tiền kê khó chăng tao kê ai vậy khi nhom chăng có tha bàn hay bên nội đại khi nhom miền ở rắm tha khi nhom chưa chập chỉ tị bấm phát để về khi nhom thưa ca hai khi nhom trao kho hay thưa ca hai trao hộp à ha mình cướp con chưa có khi nhom mình ai chụp nâu chạm bàn sầm rạ bàn về chưa có thưa ca tăng chưa tăng chia bên tai mặt đào bên đi khi nhom bàn cất tha chỉ vật đập bắc khi nhom bạn sọc sơ rùa là hai, nộp nằm ở phòng bộ môn rồi chất sắp bộ môn này. Cất thả chỉ vật khi nhóm bạn sẽ rây phiếp, nâng bạn sọc hai. Vân tay, tần tâm nâng bạn sọc, khi nhóm trâu là ngất phân hệ tầng sông, đòi mơ là vầy mình khơi. Hai đại trâu đầy bọc bóng cho. Hai khi nhóm trâu chụp tục lũng bạc, đòi khi nhóm rộp ở vầy tựa tiên mình bạn. Trâu thơ ở vầy mình bạn ruột nâng chính trăm chỉ vật đôi kê. Đôi chân này, khi nhóm trâu chụp tục lũng bạc về tình này. Nhàng thương ngôn thương ngô chỉ tị bấm phật. Merci Madame Seng d'avoir partagé cette expérience avec nous et les souffrances que vous avez endurées. Je voudrais simplement vous poser quelques questions supplémentaires sur ce qui vous est arrivé dans ces coopératives. Vous étiez toute petite à l'époque, vous nous avez dit que vous aviez 11 ans et que les enfants comme vous étaient obligés de travailler aussi dur que les adultes. Et vous avez déclaré dans vos déclarations écrites avoir été obligé de travailler avec les excréments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vous a demandé de faire à l'époque et ce que ça vous a fait ? Ta lục sợi ai bình dô bàn thế tha lục sợi thưa với ai bất bật khó đá nhầm vua ca nghe tăng ổn. Chà, cái nhóm trâu nâu khám mê ảnh dụ đập mùi cho nam hơi trâu kê bằng khám ai thưa ca chỉ mùi là mộ. Đôi chìa là mộ mà nu, là mộ sát liên bà châu khá nế hơi bà châu đạc tờ khăn ông khá lăng. Hơi bê khá lá kê ai dương tàu rô cạp ạch cô bà mô lạch cô tam sài à nâng kê ạch tam dương tê kê ai dương đà rô bia viên bia cá. Thay kê cầm nọt ai dương khăn ông mà thích ngay ai bàn 80 kỳ lô. Hai bờ dân tàu cao bạch trục crawl ở nâng quan kê tam dương và thiên kê tam dương hai kê nòm dân tàu cho rừng đào cao bạch trục và châu khlàng về để khi nhầm tàu cho khăn ông rừng đào khi nhầm miên ở rõm tha lũng bạc mình tên bắt ấy cho rừng đào vị trâu hay khi nhầm nào tui về cho tàu rừng đào nó tàn tàn lịch khi nhầm trầm chạy kê thôi ai khuôn phản ra bác khi nhầm lầm mò cát lầm mò dục lang lầm mò ạch bàn để ngay có khi nhầm đào ế côi ế lầm mò tàu bảo bình khuôn tăng ạ hay pe để cái chạy là bọc à ha đôi chia tầm lồng mà đông phân cọ đai chăng có kê mình ai ở khi nhom ngợp làng nâu lực cô hộp đai kê ở khi nhom chò hộp nâu khi nhom rộn đào ở chư rụp tam đòn pe nô khi nhom miền ở rắm tha về tình nghĩa chi ti bấm phật bật ấy đai khi nhom tiếng sang khang trâu bả lạ sất ở chư rụp hay căn tầm lồng hộp hay trâu khôn pran là mò để pe kê tầm lẹ bậc kỳ tại ở khi nhom cao năng kê sất tầm lẹ
ីលើចុះមកទៀតប្រឡាក់ពេញមុខពេញក្បាលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកវេទនាមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបកកាយបានខ្ញុំនឹងតស៊ូធ្វើតស៊ូកើបឲ្យគេដើម្បីបានរួចផុតពីការគេជេរស្ដីនិងការគេវាយEst-ce qu'on vous a donné du savon à l'époque pour vous laver? Oui.ខ្ញុំចុះទៅក្នុងត្បាំងលាងខ្លួនលាងឲ្យស្អាតចឹងហើយក៏ឈរហាលថ្ងៃឲ្យវាស្ងួតតែម្ដងVous nous avez dit qu'on vous obligeait à travailler lorsque vous étiez malade, que vous aviez de la fièvreEst-ce que l'on vous donnait des médicaments pour vous soigner? Je ne sais pas si vous avez des médicaments pour vous soigner. Je ne sais pas si vous avez des médicaments pour vous soigner. Je ne sais pas si vous avez des médicaments pour vous soigner.Cơ dương chư, chư thò mà đá chư, chư chân thua ca ọt bàn chụp phong, ọt đăng thà kê đăng thà dương chư rồi có dương prạp kê thà dương chư có ọt bàn đây bởi dương ọt hiên prạp kê dương gọt râu thua ca tầng chư tầng chia hay miền thà nam chia bao tay mà đong ọt miền thà nam tayMerci Madame Seng. Je voudrais maintenant parler du décès de votre petite sœur. Vous avez expliqué dans vos déclarations écrites que son décès était dû à l'absence de médicaments précisément. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer à la cour ce qui s'est passé ? ត្រូវមានជំងឺគ្រុនក្តៅហើយពងបែកអលាកពេញខ្លួនតែអត់មានអ្នកណាមើលថែហើយក៏គ្មានថ្នាំព្យាបាលពេលនោះក៏ប្អូនខ្ញុំនៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងឈឺរហូតស្គមមានតែស្បែកដប់ឆ្អឹងហើយត្រូវដាក់ក្នុងអង្រឹងចោលដោយគ្មានអ្នកមើលថែពេលនោះក៏អាហារក៏គ្មានសំបីតែបបោយកទៅបចុកប្អូនក៏អត់មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្អូនឈឺធ្ងន់ទៅរហូតដល់អ្នកម៉ែយកប្អូនស្រីទៅពេទ្យគិតថាទៅពេទ្យហ្នឹងប្រហែលជាមានថ្នាំអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេពេលនោះធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំស្លាប់តែម្ដងMerci Madame Seng. En plus de la perte de vos yeux, est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres maladies qui sont dues aux événements que vous avez vécu à l'époque? Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de meមានអាការៈស្រីវមកពីតសៃភ្នែកមកពីតសៃក្បាលនឹងស្រីវជាប្រចាំហើយជួនក៏ហឹងជួនក៏ស្រីវហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមពេលដង្ហើមខ្ញុំដកផត់ដកអត់ដល់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងដូចស្ទះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងរស់មែនទែនពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ភ្នែកពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំលែងចង់រស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញថ្នាំកដោទិញថ្នាំតកោយកមកសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំបានបងស្រីនិងម្ដាយគាត់បានណែនាំថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះរស់ដើម្បីមើលថែកូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទ្រាំរស់តទៅទៀតនៅក្នុងសភាពវេទនាហើយការឈឺរបស់ខ្ញុំនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពទៅពេទ្យព្យាបាលឬក៏
tự tính thế nào mà vậy vô mọc chiếc áo cho người nhóm đai bật ấy nhóm chư đi bà tham bật tao mình đang chư bài bà dục lang nhóm đê tay để vô sọp ạc rõ hay địch thà chết thật lạc thơm xong bây ta xâm lệnh bạc thuyền kháng có nhóm thật lạc thơm đục đục hay nhó sạch chôn cao mình là rõm ọt lọ thôi ôi khăn côn ai vây côn bà mình ban vây địch thà rõm bạc nhóm ọt ngọc. Subculture.